ngày 24 tháng 7, Đảng bộ xã Điểm Mặc đã chỉ đạo chi bộ xóm Đồng Vinh tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Xóm Đồng Vinh, xã Điểm Mặc có 116 hộ với 43 nhân khẩu, xóm có diện tích đất tự nhiên là 57 ha, chi bộ có 24 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động phong trào của địa phương. Đời sống của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, do vậy cấp ủy chi bộ đã xây dựng nghị quyết và bám sát chỉ đạo của cấp trên trong lãnh đạo phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho đảng viên và người dân trên địa bàn. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 85,9 tấn, đạt 100,7% so với nghị quyết. Trồng mới và trồng lại được 5 hectare rừng, đạt 100% nghị quyết. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên. Công tác xây dựng và phát triển đảng luôn được chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2 đảng viên mới đạt 100% nghị quyết. Chi bộ hàng năm đều đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, chi bộ Đồng Vinh, xã Điểm Mặc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu kết nạp từ 2 đảng viên trở lên, phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu chi ủy chi bộ khóa mới và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.